đúng không? Đánh vậy là ổn rồi đúng không? Né. Trời ơi, BK vậy thôi chứ. Bay bay nhảy nhảy vậy thôi chứ. Còn theo ok, tôi tiếp đánh. Hôm nay sẽ được chuyển con tiêu dao. Hello anh Đặng Anh Đức. Hello anh Xuân Toàn. Em đang có mặt ở Thiên Long Phát Hình mấy chủ tiên nhân chỉ lộ anh em ha. Tiên nhân chỉ lộ này là do là cái anh em S3 thì kèo lắng quá là nay vẫn là BK ở S1 thôi. S1 thì có vẻ hôm nay là kèo to lắm. Đúng là Jessica Gaming. Thân thể của anh chế hả? À, một em Gami gãy rồi. Ồ, tôi dính đam nhiều quá. Rồi, xong hai bé Gami phải về thành nhân sức. Thân thể của anh chế hả? Hy vọng là con sóng nó bay ra. Lâu lâu thì lâu lâu cái kiểu như là nó bị tản công ngoài ta. Đây tiêu dao nhiều quá, nên em cho tiêu dao nhiều quá. Từ từ, không phải kháng nha, không phải kháng nha. Từ. Sao mà phù nhầm rồi. Thiên Long Phát Hiện anh Hà Thương ơi. Hello anh em, hello Nguyễn Thanh Tâm nha. Định vị ra đúng rồi. Hồi nãy đứng cầu dưới, ôi trời. Cái này gì mà dính cái gì mà sao? Dê, dê đặt cái X2 nè. Giờ giờ là ông nào dính X2 là coi như xong á. Chơi tiêu dao là chủ yếu là X2 cái kiểu thôi. Lưu Văn Thanh. Nhìn em đánh, nhìn em BK con tiêu dao nhìn ngố lắm mọi người. Mẹ. Thôi gọi là bay hơi non. Nó trừ luôn 2 Nga Mi này mới được. Không được búp. 2 Nga Mi nó làm việc kiểu gì vậy ta? Lùi tí nè, đông quá. Đang BK có nhiều người đang BK bị đít đấy chứ. Từ cho lùi lại cái đi, cho lùi cái đi má. Cái đó ẩn hết mẹ hiệu ứng. Mà để hiệu ứng lên thì lắc lắm. Ok mọi người, đợi xíu nha em. Đấy, combo gì chuẩn chưa? Chung là cứ đợi có nổ rồi bay lên thôi, bay lên rồi bắn thôi. Khá là đông quá. Chặt đồ cái này rồi không được rồi, mở mà rút. Ôi tản công ngố rồi. Ok, hy vọng là hai con Ami nó vẫn theo sát để mà búp. Hình như là cái định hải nó hồi mana khá là rất là nhanh đó. Đi làm ca không nhiều đâu. Em thì làm ban ngày, công việc của em chủ yếu là ban ngày, ban đêm thì không có thuần về ban đêm lắm. Tại vì em làm
Ban ngày á thì em làm salon, salon tóc. Vô X2 đi, bây giờ dính BK cỡ này, BK map cỡ này là bị cứ vô X2 là lùm. Clear bot nhanh. Ok, ban cho anh mở 5 lít liền. Có vẻ như lực lượng hôm nay bên mình như là thấy hơi ít nhỉ. Có vẻ như là ít hơn hôm qua luôn á. Sao lúc đầu là thấy đông rồi thôi. Bảo chơi đông rồi. À, họ đánh nhau rồi. Công thôi. Bố nó không có ai hết. Trời. Bay lên phù cái kiểu mà không có ai hết. Đó đúng rồi. Bum. Bum bắp chung chết. Ôi Nami sao đi nó cao vậy em? Hay quá, có leader thì ở trong quan sát nó dễ hơn. Kiểu như là Nami kia bỏ bỏ cổng là bên này công qua liền. Nami búp quá nhiều luôn, sự lượng 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 máu Nami búp là khá cao luôn, đánh từng chết quay đi quay lại là full máu luôn á. Sao mà có vụ hồi sinh đây bây giờ? Bọn Nami kia đứng đâu mà? Lên Nguyễn Sơn. Ồ, hên quá có còn Nami khác chứ bây giờ. Ủa sao đâu vậy trời ơi? Chưa có dấu hiệu ít người đi luôn hả? Trời, bắn cái gì mà đông vậy? Đông quá. Hello anh Nguyễn Sơn, hỗ trợ Tân Thủ hả? Dạ có hả? Hiện tại thì cũng đã S3 rồi. Anh nếu mà anh ok tí á, anh chịu khó làm quen với vài anh em á, thì anh có thể liên hệ anh em xe ạc cho chơi. Hoặc là anh muốn chơi, anh muốn cái ạc bot đó thì ok, có thể mua luôn á. Có thể mua cái ạc bot luôn. Tại vì hiện tại server là server 2 năm rồi, server này server 1 2 năm rồi, còn server mới nhất là server 3 ha, lục mặt thần kiếm này đã ra hơn 2 tháng thì có hỗ trợ là anh em vô là được một cái hồ lô hỗ trợ anh em lên 8x. Full thần pháp, full 8x thì full tâm pháp 60 hết. Đó là server lục mặt thần kiếm server 3 ha. Chết đi, trời ơi, Nami lì quá vậy. Nào thế thì tăng tốt quá. Nami Vương. Ok, em không đứng đây nữa, sẽ chạy, cố gắng chạy lên trên để mà làm đúng cái nhiệm vụ của một tiêu dao. Ủa sao phụ sao không được? Được rồi nè. Đúng rồi. À. Không ổn rồi. Ư gãy. Phù ra. Đúng rồi, nhảy ra. Full nộ liền thấy không? Mấy cái định hại đó, nó cung cấp cho mình cái lượng nộ ổn lắm luôn á. Ok, Jessica dính X2 rồi. Thì mình sẽ tranh thủ dồn đam vô Nami. Tranh thủ dồn đam vô, có người nào dính X2 này tranh thủ. Tiếp tục full cái nộ tiếp. Phun nổ thì em sẽ tiếp tục em lên. Có 7 không? Ok ra rồi. Rồi rút.
Nhiệm vụ chỉ đơn giản vậy thôi, cứ bay lên bay lại bóp ạt top. Ạt top thì đương nhiên rồi, giá khoảng tầm 20 đến 30 á anh, 20m tới 30m ha, đó là ạt top. Khôi có những nẻo đường bún ba trong quả sâu. Ô bắn bà này hình như là bà kháng rồi hả ta, bán có mười mấy ca vậy. À nga mi này nó kháng hỏa, giảm kháng bao nhiêu đây, 900 mấy à, hàng gì bắn không vô đam được, thì bắn người khác thôi. Từ từ tôi sẽ định hại cái đi cho nó full kỳ nộ đấy. Cái mày đứng sâu quá rồi, đứng sâu quá rồi. Ra 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 ra. Tại vì ặc này cũng không có khỏe lắm á, nên là dễ bị chọn mục tiêu đó. Mục tiêu thì không có chịu nổi được đam. Ok, Nami gãy là tốt. Nói chung là nếu muốn BK thì vài M là có ăn BK rồi. Có khoảng tầm mười mấy 20k thì tính BK cũng ngon lành luôn. Còn nếu anh em chịu khó tạo mối quan hệ thì một số anh em cũng sẽ tin tưởng mà gửi, giống như là gửi ăn cho mình luôn để mình on BK cái kiểu. Tại vì tình hình bây giờ hai bên thì cũng đang rất là căng, nên là đang rất cần nhân lực để mà lóc ăn cái kiểu á. Nên là nếu anh em có được những cái mối quan hệ mà để mình được on ăn để mà hỗ trợ anh em BK thì cũng rất là ok đó mà. Coi với nick 2 quá nhờ. Phía sau đánh chàng tùm lum hết ta. Ok, dưới đến 2 Henry nè, Henry chắc chắn phải nằm xuống rồi. Tầm này dưới đến 2 chỉ có đi ra. Thấy chưa, thấy em làm tròn bổn phận của một đúng chất một tiêu dao luôn. Nó bay vô tấn công đồ đặc định nãy đồ, bắt chật đồ, cái kiểu bay ra, nó bay vô tiếp nè. Không, dù BK gà lắm, BK gà lắm nhưng mà vẫn là cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Thì đứng này, đứng yên thôi. Đấy, trận đồ đường này đánh hết. Điểm. Đường đánh nữa, để tôi đặt cái 7 coi. Để anh làm liên tục. Nga mi, mày hết nha, mày hết mana rồi. Nó bị tấn công đấy chứ. Coi như là CC không đặt chu tiên trận. Cái này hả? À quên, đúng rồi. À có búp mình nè. Không, em thuận tay á, em thuận tay là em hay đặt cái bát trận đồ hơn. Để full cái nộ lại em bay vô tiếp. Trời ơi, má bắn nó không mất máu luôn á. Nó dính, mặc dù là nó dính x2 nha anh em, nó dính x2 luôn á. Đừng đánh nào. Đúng rồi, để tôi chạy ra nữa. Nói chung là BK hơi gà. Không, nếu mà lâu đài thì đỡ rối hơn em có thể chủ động được. Thực sự thì kênh BK map thì em còn nhiều cái đó, nó rất là non anh em. Còn non lắm. Tiếp xúc được với game này vậy là hay rồi đó. Tại vì em cũng tuổi còn trẻ mà. À, mới 9X đời cuối. 9X đời cuối là tiếp xúc với game này thì cũng hơi trẻ. Đánh 15 phút rồi, đúng rồi, nãy giờ là 15 phút rồi vẫn chưa có dấu hiệu
dấu hiệu là bên nào lép luôn á. Trời ơi, phụ anh em phụ nhiệt tình luôn. Hải hùng chưa? Về đêm thì anh em sẽ kèm xem livestream càng đông hơn á. Đúng rồi, khi nó chủ quan, đừng chủ quan anh em. Tập trung đi, tập trung đi. Đánh hết mình luôn, đánh hết năng lực luôn. Chúng mình dính cái, à, mình dính cái tảng công hả? Rồi đẹp. Xong nhiệm vụ rút. Ok, dồn Ami đi. Rồi, dính nít 2 nè nha bé ơi. Cưng dính nít 2 là xong cưng rồi. Hello anh em, mấy anh em mới vô coi livestream mọi người. Ngạo hết mana, ngạo dính nít 2. Đầu nhé, đầu nhé. Búp đi bé ơi. Đánh là nãy giờ là bao nhiêu rồi? Hai mấy ba chục phút rồi. Chưa có dấu hiệu mở tay. Kỹ thuật không biết. Tản công cái ra, tản công cái đi. Ừ, công nó không được hết rồi. Ra nè, rút nè, rút nè, không rút được chết luôn á. 4 giây nữa, ráng sống 4 giây nữa đi. 4 giây nữa, nó ăn đam nhiều được luôn á. Bây giờ anh em sorry anh em nha, anh BK hơi non mọi người. Không được luôn á trời. À, hết bất ưu tiên rồi. Mạnh quá. À, Nami Úc có căng như dây đèn. Nó mới gãy rồi.